mày không dạy cho mày biết là không được phép ăn đồ của người khác hả? Không biết cái gì hết. Ba, anh cho em ăn đi. Một mình con ăn sao mà hết? Con ăn không hết thì cũng không cho nó ăn. Học bài đi. Sao? Mày thèm mấy cái bánh này lắm hả? Mày có biết là mấy cái bánh này mắc tiền lắm không? Thèm thì cúi xuống lượm lên mà ăn đi. Dạ con cảm ơn má lớn. Bánh này á, là má mua riêng cho con thôi. Từ nay trở đi con chỉ việc ăn. Ăn không hết thì bỏ, không cho đứa nào hết nghe không? Rồi ăn giỏi đi, ăn đi con. Ăn đi. Quay qua ăn uống rồi học hành nè. Quay qua ăn, ăn giỏi rồi học bài cho giỏi, má mới thương nghe con. Sao mày ám tao hoài vậy? Mày đi đi. Con Dũng, sao cô ác với con tôi quá vậy? Nói cái gì? Mày đi đi. Con biết đâu có tội tình gì đâu. Mày đi đi. Đừng có ám tao nữa. Cô mà còn ác với con tôi, mày, tôi sẽ dắt cô về chung với tôi. Đi đi, đi đi, mày đi đi. Đừng có ám tao nữa. Để cô chịu. Đừng có ám tao nữa. Đừng có đám tao. Sao đi má? Mày đi. Đừng có đám tao. Đi ra tao lại má. Có chuyện gì vậy bà chủ? Má, má sao vậy má? Con Hường nó mới về nó ám tao. Con Hường nó mới về kiếm tao. Má, má bình tĩnh lại đi má. Chắc bà chủ nằm mơ á bà chủ. Chứ cái chuyện đó không có thiệt đâu bà chủ. Bà chủ đừng có tin. Là thiệt đó. Đêm nào má con cũng khóc lóc về kiếm con hết. Câm miệng. Đi ra ngoài. Thôi. Dạ. Má. Ông Tài đâu? Ông Tài đâu rồi? Dạ ông chủ chưa về bà chủ. Thôi má nằm xuống ngủ tiếp đi má. Hay là tối nay con ngủ với má nghe. Má sợ quá. Ngủ với má nghe Trúc. Dạ con ngủ với má. Chị Sáu, chị Sáu dắt một ngoài dán đi. Lát ba tôi về ngủ ngoài đó luôn nghe. Dạ cô Trúc. Khoan đã. Thắp hết đèn trong phòng này lên cho tao. Lại lên. Dạ bà chủ. Không sao nữa rồi má. Má con mình ngủ yên má. Thì ra bà sợ má tôi về kiếm bà. Cô Hường ơi cô Hường, cô đừng có về kiếm tôi nha cô Hường. Lẹ lên. Dạ. Tham vọng giàu sang 20 giờ từ thứ hai đến thứ bảy trên truyền hình Vĩnh Long 1. Và xem lại độc quyền trên ứng dụng THVLI.